À, xin à, một lần nữa à, gửi lời chào toàn thể quý ông bà anh chị em, à, đặc biệt là những người à, đã hy sinh à, ngồi ngoài trời lạnh ở trong sân mái vòm kia. À, xin chào ông bà anh chị em ạ. À, thấy một một số người vẫy tay, cảm ơn. À, trong này đang vỗ tay cho ông bà anh chị em bên ngoài. Ạ. À, à, thưa ông bà anh chị em, à, sứ điệp mà Chúa gửi gắm đến tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay, nó không phải là một khẩu hiệu nhưng mà thực sự là một tiếng gọi và tiếng gọi thẳng vào trong lòng là nếu các con hãy theo ta và nếu các con đi theo ta thì phải thành thật và vì vậy thì trước khi mà đi vào phần chia sẻ sứ điệp này tôi cũng muốn chia sẻ cảm xúc thật của mình có đôi điều tôi muốn chia sẻ điều thứ nhất đó là tôi xúc động vô cùng bởi vì trong những ngày vừa qua như lời cầu nguyện của anh Khôi nói là dường như cả dân tộc hơn 90 triệu người, gần 100 triệu người Việt Nam ở khắp cả năm châu cũng như trên mảnh đất à, hình chữ S thân yêu này đúng không ạ? chúng ta dường như đã được có cái trải nghiệm nó rất là đặc biệt và rất thật có những lúc à, chúng ta lặng người đi có những lúc chúng ta thổn thức có những lúc chúng ta vỡ hòa hạnh phúc rồi cũng có những lúc chúng ta chưng hửng hẫng hụt tất cả những cảm xúc đó có thật không ạ? Vâng và cái gì thật mà được biểu lộ ra bên ngoài thì có tính lan tỏa rất là cao đúng không ạ? Cái điều thứ nhất là tôi cảm tạ đức chúa trời vì cho uh, đất nước này uh, dân tộc này có những cái khoảnh khắc trong trận bóng đá vừa qua và cảm ơn chúa vì người dẫn dắt đội bóng cũng là một uh, đầy tớ một con cái chúa huấn luyện viên uh, park hang seo à. uh, thế và tôi cũng nhìn thấy rằng là, là 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 các cầu thủ dường như họ cũng có một cái niềm tin mãnh liệt hơn bình thường thưa ông bà, anh chị em cái điều thứ nhất đó là điều gì thật cảm xúc thật được bày tỏ ra bên ngoài nó có tính lan tỏa và nó là cái chất keo gắn vô hình và tuyệt vời cái điều thứ hai mà tôi muốn nêu lên ở đây đó là những ngày hôm nay À, nhưng ngày những ngày này à, dường như trong cuộc sống này chúng ta bị vật lộn à, với điều giả nhiều hơn điều thật có đúng không ạ và dường như rất khó hoặc là hiếm hiếm khi có được những cái khoảnh khắc mà người ta thực sự được vỡ hòa ra hay người ta được biểu lộ cảm xúc thật của mình ngày nay dường như tính chuyên nghiệp tính chuyên môn cũng như là sự đánh bóng hình ảnh bề ngoài chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng đang cướp mất đi à, rất nhiều cái thật của con người. À, thưa quý ông bà, anh chị em, à, lấy một cái vấn đề ngày nay thôi. Chúng ta thấy rằng là con người ta đang dường như bị cuốn vào một cái áp lực. Đó là chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với điều giả. À, cái đó nó thể hiện là muôn hình vạn trạng nhưng tôi lấy đôi điều như này. À, chúng ta có thấy rằng có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để uh, mua hàng nhái uh, thương hiệu xịn để sử dụng không ạ có không ạ Và có những người mua rất nhiều đồ mỹ ký để đeo lè loẹt ở trên người có không ạ tại sao lại như thế ạ à những cái đồ đấy là đồ thật hay đồ giả Và tại sao người ta lại muốn đắp đồ giả lên người ạ bởi vì thực ra ấy uh, con người ta gặp khó khăn trong việc chấp nhận hình ảnh thật của của bản thân mình và sẵn sàng sử dụng đồ giả để mà gì ạ tạo ra một cái ấn tượng rằng mình giống một ai đó hay thuộc một giai tầng xã hội nào nào đó à đấy là cái thứ nhất chúng ta nhìn thấy rằng người ta có thể trả rất nhiều tiền để shop những cái hàng nhái hiệu louis vuitton này đúng không ạ hay là uh, 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 hay là um, uh, Pierre Cardin này, uh, rồi hay là uh, nước hoa uh, 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 rất rất nhiều thứ, uh, rồi đeo những cái đồ trang sức lòe loẹt lên trên trên người. Tại sao? Bởi vì người ta muốn che đậy đi cái gì ở bên trong. Uh, rồi một cái hình thái nó có thể ít vô hại hơn đó là có những người không chấp nhận được rằng tuổi già đến với mình nhanh như thế. Và nên liên tục đi nhuộm tóc của mình để sao ạ? Để giữ Giữ cái màu son trẻ Đấy cũng là che đi cái Cái sự, cái sự thật Cái quy luật à, Rồi cũng có những người không chịu được cái, cái nếp nhăn của mình thì mua gì ạ? Đủ kiểu để mà làm sao xóa Xóa vết nhăn Rồi tẩy trắng, rồi tẩy tàn nhang Rồi vân vân và vân vân Khi nói về hình ảnh Khi nói về để xây dựng hình ảnh cho bản thân Và không chấp nhận cái sự thật rằng bản thân mình được Chúa tạo nên và đã vướng vào tội lỗi thì nó sẽ có cái quá trình gì ạ à quá trình tan rã và lão hóa người ta sẵn sàng làm đủ thứ để mà đánh bóng hình ảnh của mình à, thế nhưng cứ đến một cái vấn đề nhưng mà không ai lại lại không khao khát sống trong mối quan hệ chân thật đúng không ạ ai cũng thích rằng cái người đến với mình là phải thành thật với mình Đúng không ạ? Thế và nếu mà người ta không thành thật với mình thì mình sao ạ? Mình à, bực dọc, mình bực tức này Đấy là khi nói đến đến quan hệ và đến tình cảm Thế còn khi mà cái vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng ấy Thì sao ạ? Bao nhiêu người ở đây thích đến bác sĩ dởm giơ tay ạ? Bao nhiêu người thích đi bác sĩ xịn giơ tay ạ? À 100% rồi Chúng ta biết là năm 2017 nổi cộm là cái vụ án uh, Vina Pharma, đúng không ạ? Họ buôn bán gì ạ? Buôn bán thuốc ung thư giả. Ở đây có ai muốn dùng thuốc giả không ạ? À, cứ đến lúc mà ảnh hưởng đến đến sự sinh tồn của mình này, à, đến cái, cái 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 cảm xúc cái tình cảm của mình này thì người ta cần khao khát điều điều thật. Ngày hôm nay Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời chân thật chúa trời có một và thật. Ngài nói với chúng ta là những người đi theo Chúa, nếu theo ta phải thành thật. Cũng tương tự như uh, những người tín hữu ở trong thư tín này, bối cảnh cuộc sống của họ đang gặp rất nhiều khó khăn, họ những người đã tin nhận Chúa Giêsu, đã tiếp nhận được những lời dạy mầu nhiệm của Ngài, đã kinh nghiệm và chứng kiến những phép lạ của Ngài, nhưng vào cái thời điểm họ đang sống thì xã hội bắt đầu miệt thị họ. Có những sự bắt bớ, bách hại khó khăn xảy ra. Và rồi thì nhiều người gặp cám dỗ là gì ạ? Giấu đi cái đức tin thật của mình, làng tránh anh em của mình và gì ạ? Thậm chí là từ bỏ, từ bỏ Chúa của mình và họ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng đó là không biết có nên đi theo Chúa hay không. Và nhiều người đi theo Chúa thì chân trong và chân chân ngoài cũng giống như chúng ta ngày nay cũng có lẽ và có lẽ là chắc chắn nguy cơ cao là rất nhiều người ngồi ở đây và ở ngoài kia đang đi theo chúa theo kiểu gì ạ chân trong và chân ngoài đúng không ạ chân trong chân ngoài và khi đi chân trong chân ngoài ấy thì là gì ạ một là chân thật và chân kia là chân chân giả và chúa nói rằng nếu mà đi dẹo hàng hai ấy, nghĩa là làm tôi hai hai chủ và làm tôi hai chủ ấy thì sẽ thỉnh thoảng ghét chủ này và yêu chủ kia và đối với Chúa Giêsu xu điều đấy đối với Đức Chúa Trời điều đấy giống như là tội ngoại tình về Về tâm linh. Và chúng ta biết rằng là cái nọc của tội lỗi là sự chết và một biểu hiện của tội lỗi đó là sự không không thành thật hay thiếu trung thực. Vậy à, hãy à, trước khi chúng ta đi tiếp, hãy vỗ vai người bên cạnh là theo Chúa thì phải thành thật. Và hãy nói với người và và cái người kia lại cái người mà được vỗ vai đấy lại vỗ vai nói là để thành thật thật sự không dễ đúng không ạ à bởi vì rất dễ hô khẩu hiệu đúng không ạ hô khẩu hiệu là theo chúa phải thành thật thành thật thành thật ai chẳng nói được thế nhưng mà thực sự là gì ạ thành thật là một cuộc vật lộn mà gì ạ mà đôi khi học mật ra vẫn không có thể làm được đúng không ạ bởi vì sao trong cuộc sống này Bao nhiêu người cho rằng là để 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 người khác thành thật với mình và mình thành thật với người khác rất là khó xin cho biết đặc biệt trong xã hội ngày nay ạ. Vâng, rất đông, đó là tỷ lệ rất cao chúng ta. Bao nhiêu người nói rằng là để để mình thành thật và và đối diện với sự thật về chính mình là là khó xin cho biết ạ. Vâng, đúng rồi, để thành thật với chính mình khó. Nhưng để thành thật với Chúa không khó. Hãy nói với bạn người bên cạnh là thành thật với Chúa không khó và thành thật với Chúa là cần thiết là có lợi là có lãi và gì ạ và nếu không thành thật với Chúa thì ra thành thiệt và, và vì vậy thì chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa buổi sáng ngày hôm nay Chúa nói rằng theo Chúa nếu con theo ta ta nói thật với con nhé theo ta bây giờ chọn thì theo ta là phải thật còn không theo ta thì thôi đỡ tốn công mất mặt sức Thế bây giờ chúng ta cùng nghe lời tại chúng ta sẽ trả lời là Thế vậy thì đối với Chúa Theo quan điểm của Chúa Thế nào là người thành thật Và thứ hai đó là Tại sao chúng ta lại phải thành thật Lý do tại sao chúng ta phải thành thật Thứ ba đó là gì ạ Làm thế nào để chúng ta sống thành thật hơn với Chúa Chúng ta để ý kỹ có ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là Theo quan điểm của Chúa theo quan điểm của lời Chúa trong Kinh Thánh thế nào là người thành thật. Cái thứ hai là tại sao, lý do gì mà con phải thành thật? Thành thật được cái gì? Đúng không? Lợi ích gì? Đấy, lý do nào phải thành thật? Và cái thứ ba đó là làm thế nào để năm nay, quý một này và cả năm nay chúng ta sống thật hơn với Chúa, với bản thân mình và với người khác. Vậy khi nói đến thành thật có ba phương diện phương diện thứ nhất là thành thật với Chúa về thực trạng của của mình cái thứ hai là thành thật với chính mình để làm sao giảm bớt cái gì ạ cái thói quen là tự mình lừa lừa dối mình và tự mình ảo tưởng mình đấy cái thứ ba đó là gì ạ thành thật với với người khác có thể là phương diện thứ ba thì uh, nhiều người chưa sẵn sàng thế nhưng mà ít ra là tôi mời ông bà anh chị em suy gẫm đến cái phương diện thứ nhất và thứ hai. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ nhất đó là theo Chúa thế nào là người thành thật. À, Chúa Giêsu thì đã nói rất rõ. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khi nói với người đàn bà Samari bên à, bờ giếng, Chúa nói Chúa Chúa ngài nói như thế này ạ, nếu ai mà thờ phượng ta thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà Thờ, thờ phượng mà thờ lạy nghĩa là phải thờ lạy trong thánh linh bằng tâm linh và bằng lẽ thật của lời chúa nghĩa là có một cái thước đo có một cái ba rem nơi đó để chúng ta soi vào thế nào là thật và thế nào là 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 giả nó có một cái sợi dây gọi là dây chuẩn mực Đấy, chúa Giêsu nói rằng ai thờ phượng ta thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy và ngay trong cái khúc kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc đây Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ ở câu 22 ạ. Nếu chúng ta đã được tẩy rửa bằng huyết của Chúa Giêsu rồi, đã nhận biết Chúa Giêsu đã nếm, đã cảm nhận thì chúng ta hãy lấy lòng chân thật và niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác và thân thể được rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta thấy rằng là ở đây Chúa cũng nói rằng là à, đến với Chúa phải lấy tấm lòng chân thật. Vậy, đối với Chúa thế nào là người người thành thật? Trước khi đi tiếp, thì tôi muốn phân biệt thành thật khác với trung thành, à, thành thật khác với trung thành, thành thật khác với trung tín, mà thành thật cũng khác với trung thủy, đúng không? Thành thật là gì ạ? Là thừa nhận, là xưng nhận ra với Chúa cái thân phận của của mình. À, tiếp cái lại? Thành thật thừa nhận ra với Chúa cái thân phận của mình, cái tình trạng thật của mình. Và những cái điều Cái cái sự kiện có thật Ở trong lòng mình Trong cảm xúc Trong ý nghĩ Trong lời nói Và trong tâm trạng của mình Đó là thành thật Thành thật không có nghĩa là Không có nghĩa là trung thực à, Thành thật có nghĩa là trung thực với Chúa Về gì ạ à? Tình trạng thật của mình Mọi người amen video này không ạ và Đấy là thành thật Nghĩa Thành thật không phải là cái gì ạ à? cái gì tốt thì gì ạ à? thì phô ra còn cái gì xấu thế chè đi đấy không phải là thành thật thành thật là gì ạ à? là mở cửa tất cả các góc khuất của đời cuộc đời mình để cho cái đèn pha của lời chúa nó dọi thẳng vào và để tất cả những cái con trồn, con cáo con sâu con bọ con chuột ờ, gì ạ à? nó phải gì ạ à? nó phải hoảng và nó phải à, nó phải chạy trốn đi đấy nó không còn núp ở những cái khe, khe các cái góc ở trong tâm hồn của mình nữa và theo ông bà anh chị em ấy thì thành thật khi mà người ta nhận biết sự thành thật thì thành thật người ta dùng người ta đánh giá bề ngoài đánh giá cái gì ạ nếu muốn biết cái điện thoại này là cái điện thoại có hai cái điện thoại nếu muốn biết cái điện thoại này là điện thoại thật người ta xem cái gì ạ người ta xem cái ruột bên trong này là xem cái vỏ bên ngoài ạ À, sau khi xem cái vỏ bên ngoài thì người ta xem cái ruột bên trong vậy thì thành thật đến từ bên trong thành thật thuật phát ra từ bên trong chứ không phải là biểu lộ chứ không phải là phát ra từ bên ngoài mà bên trong biểu hiện ra bên ngoài nên chính vì thế Chúa Giêsu đưa ra một cái cái, cái 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 câu nói mà mà gì ạ nó lại thành thước đo xem đức tin thật ấy Chúa Giêsu nói gì ạ xem xem quả thì biết biết cây đúng không ạ cái cây đấy nó có sum xê nó có xanh tốt đến như bao nhiêu nữa ấy. nhưng mà cái cây đó mà nó không có quả thì sao ạ hả và chưa được kiểm chứng đúng không ạ và vẫn thuộc hệ là được liệt và là có lẽ là dở và nếu mà lâu mà không cho ra quả thì là dở đấy chúng ta nhìn thấy à vậy thì theo chúa người thành thật là người như thế nào bây giờ chúng ta cùng nhìn vào mấy câu kinh thánh này Thứ nhất, người theo Chúa là người à, người thành thật với Chúa là người thành thật với Chúa về thân phận của mình Nhận thức rõ về thân phận của mình là ai Chúng ta cùng nhìn vào lời Chúa ở trong à, Hebrew đoạn 4 câu 12 đến câu 13 Chúng ta cùng lớn tiếng đọc hai câu kinh thánh này Chúng ta nhìn vào trong tờ chương trình và cùng đồng thanh đọc lớn tiếng Và chúng ta đọc nhập tâm chứ không phải đọc lướt Xin chúng ta cùng khởi sự xin chúng ta cùng khởi sự lại ạ vì lời của đức chúa trời là lời sống động và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn linh khớp tủy phán đoán các tư tưởng ý định ở trong lòng chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt đức chúa trời nhưng tất cả đều trần trụi phơi bày trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trình chúng ta thấy theo người thành, theo chúa người thành thật là người ý thức được thân phận của mình ở trong câu kinh thánh này người thành thật với chúa là người nhận thức được rằng à không có cơ nào mình có thể lừa dối và giấu được chúa bất cứ điều gì và mình chỉ là loài thọ tạo loài thọ tạo nghĩa là gì ạ nghĩa là mình chỉ là sản phẩm thôi đúng không ạ Mình không phải là nhà sản xuất mà mình là gì ạ? sản phẩm. Hãy nói với người bên cạnh bạn chỉ là sản phẩm thôi. Vâng, bạn là sản phẩm. Chứ mình không phải là nhà sản xuất. Đôi khi mình vừa sản phẩm nhưng mình muốn là nhà sản xuất, mình muốn định dạng trong cuộc đời mình, mình muốn đưa ra mục đích cho cuộc đời mình, mình muốn rằng là đây là mới của theo ý của mình thế này mới là chân lý. Nhưng không, mình phải ý thức được thân phận của mình. Thân phận của mình thứ nhất mình chẳng giấu được chúa cái điều gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em ngày nay đối với con người ấy, này máy siêu âm nhá máy chụp cộng hưởng từ nhá máy cắt lớp nhá đúng không ạ nó có thể nhìn thấy thấu ga tim gan phèo phổi của chúng ta đúng không ạ gan ruột của chúng ta còn lồ lộ ra trước các cái công nghệ của của đức chúa trời thì ở đây lời của chúa ấy là cái máy siêu âm siêu khổng lồ đúng không ạ máy chụp cộng hưởng từ siêu khổng lồ mà không chỉ là gì ạ à? chiếu chụp phần xác của chúng ta mà còn chiếu chụp cả phần hồn đúng không ạ À đây nhá, phán đoán này ý định tư tưởng ở trong lòng Phân chia hồn, linh, khớp, tủy Có nghĩa là Chúa có thể tách phần hồn ra khỏi phần xác Phần khớp ra khỏi phần tủy Tỉ mỉ từng chia tiết một Đó là cái điều thứ nhất chúng ta phải ý thức thân phận của mình Là chúng ta nằm dưới sự soi chiếu, chụp Xét nghiệm toàn diện và tổng thể của Đức Chúa Trời Qua lời của Ngài Amen thân phận của chúng ta là như vậy và chúng ta ngay kể cả ngồi đây cũng thế thôi tư tưởng ông bà anh chị em đang nghĩ gì đầu ông bà anh chị em đang hình thành những cái phán đoán những cái nhận xét gì tư tưởng gì đúng không cảm xúc nào lời của chúa mắt của chúa thân của chúa gì ạ à? phân chia hồn linh khớp tủy từng ý định tư tưởng hay thậm chí trước khi cái tư tưởng đấy hình thành nó đang còn ở trong trứng nước thì chúa đã biết rõ rồi amen ồ thưa ông bà anh chị em chúng ta phải ý thức được thân phận của mình đôi khi nhiều người đi theo chúa ấy, mình ấy, chúa là thì mình cư xử với chúa chúa là to nhất nhưng con là ông chúa thứ hai mà gì con là đã được giao quyền được chúa to giao quyền cho ông chúa con này để thích làm gì với con thì làm Ê xin lỗi ông bà anh chị em không thể làm thế được chúng ta không phải là chúa của cuộc đời của chúng ta chúng ta chỉ được giao cho quãng thời gian này linh hồn của chúng ta được giao cho cái thân xác này ở trên đất để thông qua thân xác này đúng không ạ chúng ta biểu lộ vinh quang của đức chúa trời cho thế giới tạo vật này và để chúng ta cùng đồng hành với đức chúa trời trong cái công cuộc bày tỏ vinh hiển của ngài và triệt tiêu quyền lực của bóng tối vậy mục đích của cuộc đời chúng ta trên trên đất trên trên đất này trong 8 90 năm này thực ra chúng ta là công cụ của Đức Chúa trời hoặc Đức Chúa trời cho chúng ta cơ hội để, để linh hồn chúng ta sử dụng thể xác của chúng ta bộ óc của chúng ta tư tưởng của chúng ta ý định của chúng ta để làm đẹp lòng Đức Chúa trời để tôn vinh Đức Chúa trời và để tận hưởng ngài mãi mãi đó là thân phận của chúng ta chúng ta không định đoạt được sinh mệnh cho chúng ta đường đi lối lại của, đức, của của cuộc đời chúng ta là nằm trong tay của của Chúa Vỗ vai người bên cạnh Theo Chúa phải thành thật Thân phận của chúng ta chỉ là loài thọ tạo Chúng ta cũng nhìn vào lời của Chúa Chúng ta cùng lắng nghe lời của Chúa Chúng ta phải thành thật Rằng cái tình trạng của tấm lòng của chúng ta Trước khi biết Chúa Và kể cả là đã đã biết Chúa Chúng ta vẫn gặp một áp lực như thế này Đây là đây là kết quả xét nghiệm tấm lòng Hay là kết quả xét nghiệm cái tâm Mà Đức Chúa Trời đã phát cho mỗi chúng ta kết quả xét nghiệm cái tâm của nhân loại chúa nói như thế này ạ lòng người ta dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa lòng người ta dối trá hơn muôn vật rất là xấu tha à, xấu xa dương tính dối trá dương tính đúng không ạ và gì ạ mức độ dối trá là gì ạ hơn muôn vật chúng ta cứ tưởng tượng muôn vật ở đây bao gồm các vũ trụ này đa vũ trụ này các thiên hà này các ngân hà này, các hệ hành tinh này, các quả đất này, các loài vật này, trong tất cả muôn loài đấy đều 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 làm theo Đức Chúa Trời cả. Chỉ có mỗi cái tấm lòng của chúng ta là sao ạ? Là từ khi mà nhiễm nọc độc của tội lỗi của ma quỷ thì chúng ta trở nên dương tính với tội lỗi, dương tính với sự dối trá, dương tính với điều xấu xa và chúng ta có khuynh hướng đi theo con đường cong quẹo và đó là thân phận của chúng ta, chúng ta phải ý thức được là chúng ta gì ạ? Hãy nói với người bên cạnh bạn có bệnh. Bạn có bệnh, đúng không ạ? Có bệnh và đây là tâm bệnh, đúng không ạ? Tâm bệnh, bệnh của tấm lòng. Chúng ta có bệnh. Tôi có bệnh, ông bà anh chị em có bệnh, chúng ta phải thành thật. Chúng ta được tẩy sạch bởi Chúa Giêsu nhưng nếu chúng ta không cẩn thận và lấy lòng run rẩy mà làm thành sự cứu rỗi của mình và cứng lòng thì Đúng không? chúng ta thấy rằng là chúng ta không thoát khỏi lời của Chúa chúng ta đi tiếp Cái thứ hai Chúng ta nhìn thấy lời của Chúa cũng nói thân phận của chúng ta là gì ạ? Chúa nói rằng Hỡi nhà Israel Ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm hay sao? Đức Diêu va phán Các ngươi như đất sét trong tay người thợ gốm thế nào Thì các ngươi ở trong tay ta cũng thế Nghĩa là Chúa muốn Chúa muốn đập vỡ thì ngay Đập vỡ Chúa muốn nắn lại ngắn nói lại Nghĩa là chúng ta không có quyền tự chủ trong cuộc đời của mình Mà Chúa mới có toàn quyền trên cuộc đời của chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta phải hiểu thân phận của mình. Cái điều thứ hai chúng ta cần phải uh, phải nhìn thấy đó là chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu là ai. Chúng ta phải hiểu được thân thế của Đức Chúa Con. Thân thế của Đức Chúa Giêsu, chúng ta nhìn vào câu 2 và câu 3. Chúng ta cùng đọc lại câu 2 và câu 3 trong lời Chúa. Xin chúng ta cùng đọc ạ trong tờ chương trình câu 2 và câu 3 ngay cái cái đoạn thứ nhất. Xin chúng ta cùng đọc. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập nên làm đấng thừa kế muôn vật. Cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm. Chúng ta cần nhận thức về Chúa Giêsu có 7 điều và chúng ta phải nhìn thấy. Thứ nhất đó là trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Giêsu là ai? Đức Chúa Giêsu là phát ngôn viên duy nhất của Đức Chúa Trời là liên lạc viên của Đức Chúa Trời đối với cuộc đời của chúng ta. Amen. Trong những ngày cuối cùng này Ngài phán với chúng ta qua ai ạ? Qua con Ngài. Qua con Ngài nghĩa là qua Đức Chúa Giêsu, qua lời của Ngài, qua hội thánh của Ngài là thân thể của của Ngài. Đúng không ạ? Hội thánh là thân thể của Chúa Chúa phán với chúng ta qua hội thánh của Chúa. Chúa phán với chúng ta qua con của Ngài. Là qua Chúa Giêsu. Thứ nhất là Đức Chúa Con là phát ngôn viên duy nhất, liên lạc viên duy nhất của Đức Chúa Trời là đại sứ là đại diện hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Mà lời nào Chúa Giêsu nói ra với chúng ta thì lời đó y án không thay đổi. Cái điều thứ hai chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Con được được lập lên hay là Jehovah Đức Chúa Trời xác nhận trong ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng thừa kế muôn vật, đấng thừa kế là đấng tiếp quản, đấng cai quản, đấng quản lý và gì ạ? và sử dụng, đấng chỉ đạo, đấng thống soái muôn vật này. Amen. À, chính vì thế mà Chúa Giêsu mới được liệt kê là vua trên muôn vua và Chúa trên nguồn Chúa, Đấng thông dõi. Cái điều thứ ba chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Con là tột đỉnh vinh quang của Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Nghĩa là nếu chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu ấy thì chúng ta sẽ phản chiếu lấp lánh vinh quang của Đức Chúa Trời, chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. Nên trong Chúa Giêsu tràn đầy ân sủng và chân lý, tràn đầy vinh quang. Cái thứ ba đó là quyền năng trong lời của Chúa chúng ta nhìn này đọc những câu này nếu đọc lướt thì chúng ta không nhìn thấy cái sự vĩ đại ở trong lời Chúa chúng ta nhìn vào câu cái câu thứ ba tiếp theo con dùng lời quyền năng của ngài mà nâng đỡ muôn vật dùng lời quyền năng của ngài nâng đỡ nghĩa là duy trì và giữ cho muôn vật ở trạng thái ổn định và vẫn vận hành Chúa Giêsu là đấng sáng tạo muôn vật đấng sáng tạo muôn vật trước đã sáng tạo vũ trụ nghĩa là ngài có quyền tái tạo muôn vật chúng ta thấy và rồi lời của chúa có quyền năng để nâng đỡ muôn vật thưa quý ông bà anh chị em à, chúng ta thấy mạch máu của chúng ta chảy ở trong cơ thể động mạch tĩnh mạch này, quả tim của chúng ta co bóp này, lá phổi của chúng ta lồng ngực của chúng ta hít thở này đúng không mắt của chúng ta à, mở ra nhấp nháy này tai của chúng ta nghe đầu của chúng ta nghĩ này đúng không ạ và gì ạ? Và hàng loạt cái quá trình trao đổi chất ở trong thân thể của chúng ta này Và chân tay của chúng ta cử động này Người thì dụi mắt, người thì gãi đầu này Người thì bẻ ngón tay này Đúng không ạ? Tất cả những cái hoạt động này được nâng đỡ ở trong lời của Chúa Có tuyệt rồi không? Và rồi thì trái đất tự quay quanh mình nó này Quay quanh mặt trời này Rồi thì các hành tinh quay quanh mặt trời này Mặt trời quay quanh gì ạ? trung tâm của ngân hà này ngân hà quay quanh trung tâm của thiên hà này rồi là các thiên hà quay quanh trung tâm hấp dẫn của vũ trụ này tất cả đều được ở trong lời của Chúa chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu là ai và chúng ta phải loại bỏ ngay lập tức Chúa Giêsu không phải là một vài cái ảnh chúng ta treo trên tường có khuôn mặt tây tây bầu bầu đúng không ạ có cặp mắt xanh như anh ơ kia à? có làn da mịn cặp mắt nhìn xa xăm đó không phải là Chúa đó là hình tượng và chúng ta không được cầu nguyện với những hình tượng đó, bởi vì Chúa nói, nói là các người không được thờ phượng Chúa bởi hình tượng ở trên trời cao kia, dưới đất thấp này, bên dưới đất. Nếu Chúa Giêsu muốn chúng ta thờ hình tượng Ngài, ấy, thì Chúa đã cho một người vẽ chân dung cái thời đó rồi, đúng không ạ? Để mà lưu truyền lại cho chúng ta ngày nay, Chúa đâu có vẽ chân dung của Ngài và bảo là các ngươi phải thờ chân dung của ta, bởi vì Chúa không chết mà Chúa là đấng sống. Đã, đã là đấng sống ấy thì không cần chúng ta thờ thờ ảnh thờ di ảnh và vì vậy chúng ta không không có thờ ảnh Chúa chúng ta chỉ có cái này để nhắc chúng ta về giá cứu chuộc của Chúa thôi chứ đấy cũng không phải là vật chúng ta thờ đó là cái điều vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ thân thế của Chúa Giêsu Amen và cái điều tiếp theo chúng ta cũng nhìn vậy thì Đối với Chúa người thành thật là người trung thành với lời của Chúa Người biết rằng lời của Chúa có công hiệu Có công hiệu để mà Gì ạ? À? Chụp cắt lớp linh hồn của mình Thuyên thấu hồn linh cốt tủy tư tưởng ý niệm trong lòng Bây giờ chúng ta đến này Vậy tại sao? Dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ hai là Tại sao tôi phải thành thật? Tôi tin Chúa Giêsu rồi Chúa Giêsu đã làm sạch tội lỗi của tôi rồi Vậy thì làm sao tôi phải thành thật? Thưa quý bạn là Đi theo Chúa là một cuộc hành trình khi một người tin nhận Chúa Giêsu lúc đấy huyết của Chúa cùng thánh linh của Chúa lập tức đặt người đó ở địa vị là người được sạch tội. Nhưng không có nghĩa là người đó không có khả năng và không còn có tội, tội lỗi. Nhưng để được tội lỗi đấy được thanh tẩy thì phải tiếp tục sống trong mối quan hệ với thân và huyết của Chúa. Là mối quan hệ với lời của Chúa, với thánh linh của Chúa, với hội thánh của Ngài. Thế chúng ta nhìn thấy là tại sao chúng ta phải thành thật Đấy, điều thứ nhất, uh, chúng ta ở đây chúng ta anh biết lý do rất đơn giản thôi. Gì ạ? Nhập ra tùy tục. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong Hebrew thứ nhất đoạn 1 là vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng ở trên sự công bình và chính trực. Nghĩa là xây dựng trên sự thật, lẽ thật và chân lý. Vậy thì nếu chúng ta muốn nhập vào nhập quốc tịch vào vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ký cam kết là chấp hành luật pháp của Đức, Đức Chúa Trời. Đặc tính của vương quốc của Đức Chúa Trời là gì ạ? Tại sao lý do thứ nhất là gì? Chúa bắt phải thế, nhập ra tùy tục vào nhà Chúa, vào hội thánh của Chúa, vào trong dòng huyết của Chúa, vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì gì ạ? Thì phải thành thật, bởi vì Thánh Linh của Chúa được gọi là thần. Thần gì ạ? Thần lẽ thật. Và trong Ngài không có sự dối trá Và chúng ta nhìn biết được trong Kinh Thánh Có những người ở trong Hội Thánh Mà nói dối Đức Thánh Linh Kinh điển là Anania và Safira đúng không ạ? Và sao ạ? Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết Vâng, họ chết Ngày hôm nay và giả thử mà có ai mà không thành thật Với Chúa Thánh Linh mà lăn đùng ra chết như thế thì Kinh đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng là gì Chúa làm một Chúa không phải là cứ lúc nào cũng làm cho người ta lăn đùng ra chết để mà để mà bắt người ta phải kính sợ ngài và thành thật, vì Chúa muốn chúng ta yêu chúng ta một cách tự, Chúa muốn chúng ta yêu ngài một cách tự nguyện, đúng không ạ? chứ không phải là Chúa là một ông cảnh sát mà cứ thế là tuyết còi và xử, xử phạt xử một vài trường hợp điển hình để là răn đe, có đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết rằng là gì? đặc tính của Chúa là thần lẽ thật và vì vậy thì Chúa không chấp nhận người không thành thật, người mà vẫn cứ trước mặt Chúa vẫn cứ khoe mình là thế này thế kia thì sao ạ? chúa chỉ cái ông pharasy đấy trước mặt chúa con cảm ơn chúa vì con không phải là ông thu thuế đường kia đúng không ạ con làm cái này giỏi cái kia tốt cái kia thế và chúa gì ạ trừ trừ điểm gạch 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 hết không đến trước chúa chúng ta không phải đến đấy để mà kể công với đức chúa trời đến trước chúa đó là chúng ta gì ạ đến đó để mà khai trình cái con người thật để chúa kiểm tra sức khỏe tâm linh cho chúng ta cái đặc tính thứ nhất là đặc tính của vương quốc cái lý do thứ nhất cái lý do thứ hai đó là nếu chúng ta không thành thật ấy, thì thiệt là chúng ta thiệt thân chúng ta thành ngay trong cuộc sống này thôi nếu chúng ta không thành thật đấy có thể chúng ta tạo ra cái ảo cảm dễ chịu ban đầu nhưng về lâu về dài chả ai tin chúng ta cả đúng không ạ hãy nói với người bên cạnh không thành thật sẽ thành thiệt và thành ra thiệt về lâu về dài thiệt nhiều người là cứ quen là gì nói dối quen mồm Thế là cuối cùng là bây giờ là là là, là sau này trái tin mình cả. Đấy. Thế thì là thất hứa rồi nói dối rồi là làm đủ thứ. Và đặc biệt là trong cái xã hội này người ta nói dối từ từ trung ương đến địa phương. Đúng không ạ? Từ từ tỉnh, huyện, xã, đúng không ạ? Từ thượng trường tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở. Đúng không? Ạ? Từ trong cơ quan ra ngoài đường phố. Đúng không ạ? Từ trong nhà ra ngoài ngõ khắp nơi là người ta nói dối với nhau đến đôi khi cơ đốc nhân chúng ta cũng bị gì ạ à? bị nhiễm đúng không ạ bị ám và đôi khi chúng ta cũng thì theo quán quán tính là chúng ta cũng nói dối thế nhưng mà ông và anh chị em là nếu mà nói dối là tai họa bởi vì tôi nói tôi nói với ông là lời của chúa chính vì thế ở trong đoạn 3 câu 12 nói rằng là có lời cảnh báo là anh em hãy cẩn trọng kẻo ai trong anh em có lòng giữ mà chẳng tin xây bỏ được cho trời hàng sống chăng đúng không nhưng hàng ngày anh em phải khuyên bảo nhau đang khi còn gọi là ngày nay để không một ai trong anh chị em bị tội lỗi lừa dối và cứng lòng nghĩa là bị tội lỗi du ngủ và kính cứng lòng ở đây đôi khi không phải là cái vấn đề sợ nhất của cơ đốc nhân ấy đó là gì ạ đó là còi cọc thuộc linh mà thành tinh tôn giáo thành tinh tôn giáo là gì rất nhiều người thành tinh tôn giáo nó biết tất cả cái gì là đúng 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 nhưng mỗi một tội là bị tâm thần phân liệt đúng không ạ tâm thần phân liệt là cái đúng không làm mà lại cứ làm cái sai cái đó mới là vấn đề Và chúng ta biết rằng là nếu như thế là tai họa Bởi vì ngay luật lời của Chúa nói là thôi Là gì ạ? Dân Israel họ cứng lòng Họ bị họ đã được cứu ra khỏi Ai Cập chưa? Được cứu ra khỏi Ai Cập bởi huyết của chiên con bôi trên bậc cửa rồi Được vượt qua khỏi biển đỏ Được kinh qua những sự kiện ngoạn mục rồi Và nếu mà họ nghĩ rằng là Nếu mà như thế chắc ăn là mình đã được cứu rồi Thế và trong hoang mạc là gì? Họ cứ chống lệnh Tôi tớ Đức Chúa Trời Họ cứ chống lại lời của Đức Chúa Trời họ đi sau họ xỉa giói người này người kia đúng không ạ rồi họ họ cằn nhằn với đức chúa trời và sao ạ điều gì xảy ra họ ngã chết ở trong hoang mạc và cái, cái 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 cái, câu chuyện đó được kể ở trong Hebrew này để cảnh báo với những người tin chúa giêsu nghe chúng ta có thể đánh mất sự cứu rỗi chúng ta có thể đánh mất hả cái nên chính vì thế chúa nói rằng anh em hãy lấy lòng run rẩy mà làm thành sự sự cứu rỗi cho mình nó là một hành trình vậy thì nghịch lại đã tai họa ngay trong cuộc sống này thôi đi ngược lại luật chúa là là chuốc lấy hậu quả chúng ta đi ra ngoài đường nhé đi ngược lại quy luật vật lý thôi nếu khúc cua gấp khúc này mà chúng ta đi với tốc độ 80 km và cua một cái mà không cần phanh thì điều gì xảy ra gì à tan xác pháo tan xác pháo bởi vì sao bởi vì chúng ta đang phá vỡ quy luật vật lý Luật pháp mà phá vỡ còn bị trừng trị, đúng không? Không trừng trị trước thì bị trừng trị sau. Mà gì cứ tưởng là hạ cánh an toàn nhưng bị hồi tố, đúng không ạ? À, thế thì và đi sao ạ? Đi đi phá vỡ quy vật luật lý cũng ấy. phải phá vỡ quy luật tâm linh của Đức Chúa trời thì sao ạ? Kinh khủng. Anh không thể là không biết được. Chúng ta vào một quốc gia một anh Tây vào Việt Nam, Chả được học luật ngày nào nhưng cứ phạm luật là bị bị bắt. Anh không thể nói rằng tôi không biết được Cứ phạm luật là bị bắt Mà bắt là bị bị xử Mà xử là bị phạt Cũng tương tự như vậy luật của Chúa Luật của Chúa có trong Kinh Thánh rồi Ai bảo không đọc Đúng không ạ Để chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta ngẫm, chúng ta biết Thì nó bảo vệ chúng ta Vậy nghịch lại là tai họa Đây này, Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 31 Nói rất đơn sơ như thế này thôi Ông bà anh chị em cũng khá dễ hiểu Chúa Chúa chúng ta không úp mở Đoạn 10 câu 26 đến câu 31 Ngài nói như thế này ạ Này tôi muốn rất là chi tiết Chúng ta không vội Lời của Chúa nói với những người tin Chúa Giêsu, Những người nào ngồi đây mà chưa tin Chúa Giêsu, Chúng ta nên đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu rất tuyệt vời Nhưng mà những người nào tin Chúa Giêsu rồi Thì Chúa Giêsu cũng rất là gì ạ Chúa Giêsu xu nghiêm túc Với lời Ngài nói Ngài không phải là xuê xoa đâu Ngài ân điển Nhưng mà ân điển trong chân lý Ngài nói như thế này nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi Mà cố ý phạm tội Thì không có sinh tế nào chuộc tội được nữa Kinh khủng không ạ Nghĩa là không có vật gì đền thế thay được Cố ý phạm tội nhớ lời Chúa Nếu mình sơ ý thì sao ạ Thì được tha Nhưng mà nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi Mà cố ý phạm tội Thì không có sinh tế nào chuộc được nữa Nhưng chỉ kinh khiếp Chờ đợi sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Vì ai đã vi phạm luật pháp của môi xe, chỉ cần 2 3 người làm chứng là chết đi mà không cần phải bị thực xương sót. Huống gì kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước, tức là huyết thánh hóa mình lại còn xúc phạm đến Thánh Linh của ân điển thì anh em nghĩ người đấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hay sao? Nếu chúng ta đã phạm tội, nếu chúng ta đã cố ý phạm tội mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây Ở trong hoặc ở ngoài kia Đấy là gì ạ? Đấy là phúc 70 đời Nói theo ngôn ngữ nôm na người Việt Nhưng mà đó là ân điển quá lớn Đúng không ạ? Và đó là cái cơ hội để chúng, chúng ta gì ạ? Sửa sai Vậy chúng ta nhìn thấy rằng Lý do thứ hai là nghịch lại là tai họa Lý do thứ ba là gì ạ? Nếu chúng ta sống thành thật với Chúa Chỉ có lợi thôi chỉ có lợi thôi Không bao giờ thiệt hại Mang lại phần thưởng lớn Ở Hebrew đoạn 3 câu 14 nói như thế này ạ Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình Thì đến cuối cùng chúng ta được dự phần với Đấng Christ Nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết Nghĩa là cứ sống thành thật với Chúa Đúng không ạ? Và cho đến cuối cùng Không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ được dự phần với đấng Christ. Nếu mà nghe thoáng qua không hiểu được dự phần với đấng Christ là gì ạ? Dự phần ở trong ánh sáng vinh quang rực rỡ của Đức Chúa Trời, dự phần trong sự thừa kế muôn muôn vật và được đến gần, được đến gần đấng như thế này ạ. Chúng chúng ta thấy ở trong uh, Hebrew đoạn 12 ấy, nói rằng nếu mà chúng ta giữ vững lòng tin quyết và sống thành thật với Chúa, ấy, chúng ta được đến gần thành thánh của Đức Chúa Trời hàng sống này tức là Jerusalem trên trời này được đến gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ này còn vui hơn cả của vũ bóng đá đúng không ạ muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ đến gần hội thánh của những con trưởng nam được ghi được con trưởng được ghi tên trong các tầng trời này anh em được đến gần đức chúa trời này là đấng phán xử mọi người này đến gần các linh hồn của những người công chính này đến gần đức chúa giêsu này là đấng trung san của giao ước mới này tức là giao ước được tưới ra là huyết tốt hơn huyết của Abraham chúng ta thấy đấy là phần thưởng được dự phần với Chúa là như vậy quá sung sướng và Chúa Giêsu nói rằng nếu ai thành thật với Chúa thành thật với Chúa thì sẽ gặt hái bội phần nhưng mà phải gì ạ cái cụm từ ở đây là phải kiên trì vững lòng tin quyết ban đầu cho đến cuối cùng nghĩa là đừng bỏ bỏ cuộc cái cái, cái 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 cuộc đời đi theo Chúa nó giống như một cuộc đua, ấy. cuộc đua trên đất này dài giỏi là dài trăm năm đúng không ạ? À, còn bé thì không kể nhưng mà cứ lúc từ lúc có nhận thức thì cũng bảy tám mươi năm nó cũng không dài lắm so với cõi đời đời. nhưng đây là một đường đua mà chúng ta không được bỏ cuộc và phía cuối đường đua Chúa chúng ta ôm quà và bàn tay mang dấu đinh của Chúa, thiên sứ của Chúa xúm lại chờ ôm chúng ta khi chúng ta chạy về tới thời đích, quá tuyệt vời. Thì tội gì không không đầu tư cho thiên đàng Bởi vì đầu tư cho vương quốc của Đức Chúa Trời Là sẽ nhận được cổ tức vĩnh viễn của vương quốc Đầu tư ở đời này còn rủi ro chứ đầu tư cho Chúa Không bao giờ mất Vậy đi đây là thành thật với Chúa là gặt hái Bây giờ bây giờ chúng ta phải hỏi câu hỏi thứ ba là Làm thế nào để thành thật với Chúa Làm thế nào để thành thật với Chúa Chúng ta có cho slide, tiếp đi ạ Vậy thì có mấy câu kinh thánh đấy Vậy như chúng ta đã nói từ ban đầu Thành thật đến từ bên trong Nên là khâu chúng ta không giải quyết Hành vi bên ngoài vội Không giải quyết cái khâu cái vỏ vội Mà chúng ta phải giải quyết cái Cái ruột Nghĩa là phải chạy lại Cài đặt lại cái tấm lòng của chúng ta Xuất phát từ trái tim Xuất phát từ trái tim Lời của Chúa nói rằng À anh em đến Hãy lấy lòng chân thật và niềm tin vững chắc, lấy lòng chân thật là lấy trái tim, phải xử lý tấm lòng của mình trước. Nếu tấm lòng của mình chưa chân thật, mình phải thành thật với Chúa, Chúa ơi, lâu nay lòng của con thế nào mà nó thích quá, thế thế, thế nào mà rất oái oăm là con cứ có ấp ủ những cái điều dối trá ở trong lòng. Con vẫn cứ có cái hậm hực, ghen ghét, bực dọc khó chịu, đúng không ạ? Có cái sự quay quắt, có cái sự dằn vặt ở trong lòng. Xin Chúa ngài xử lý cái vấn đề đó. Tối qua tôi tôi tắm tôi và tôi kỳ cọ sạch tôi cho nào là dầu gội đầu này rồi ấy và tôi tắm rất là sạch và nhưng mà tôi nghĩ bằng mình chỉ tắm được cái vỏ bề ngoài nhưng mà cái ruột mình ai tắm được đúng không ạ chỉ có chúa mới tắm được và huyết của chúa mới tẩy sạch được và lúc đấy tôi cầu nguyện là xin chúa ngày 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 giặt sạch cái linh hồn của con ở trong huyết của ngài nhúng linh hồn của con và và gì và và quay rồi là quay ngược rồi quay xuôi rồi vặn rồi là vắt rồi là cho nó nhúng cho nó ngấm rồi là ra lặt cho nó phẳng phiu lại trước mặt Chúa Để trước khi con ra mắt Chúa trong ngày hôm nay Có cái điều gì xấu, có cái bụi trần gian nào bám vào linh hồn của con Và lâu nay làm cho tấm lòng của con mất đi cái sự bình an Mất đi cái sự chân thật với Chúa Xin Chúa thì giờ này chỉ đích danh từng từng việc một, từng vấn đề một Và cho và xin huyết của Chúa gạch những cái điều đó ra khỏi linh hồn của con Bởi vì tự con con không tắm được linh hồn của con Chỉ có Chúa mới tắm được linh hồn thương bà anh chị em đó là đó là điều mà chúng ta phải nhìn thấy là nó phải hãy nói với người bên cạnh xuất phát từ trái tim phẫu thuật là phẫu thuật cái cái, cái trái tim trước cái thứ hai đó là chúng ta cần phải sự giúp đỡ lẫn nhau không thể người nào nói rằng là cơ đốc nhân không phải là cô độc nhân chúng ta là một cộng đồng chúng ta có mối liên hệ với nhau nên là ở đây lời của Chúa nói rằng anh em phải gì ạ phải à? hãy khuyên bảo nhau anh em hãy khuyên bảo nhau nghĩa là gì người này có trách nhiệm cho cuộc đời của người kia người này có trách nhiệm gì ạ trông coi là gương chiếu hậu cho cuộc đời của người kia không phải theo nghĩa soi mói cuộc đời của nhau để đi ngồi lê đôi mách nhưng mà phải quan tâm nhắc nhở nhau cái bệnh của cơ đốc giáo ngày nay ấy, đó là lai căng là phương tây đi theo gì ạ cái vỏ là tôn giáo tin lành nhưng mà lõi là chủ nghĩa cá nhân nên là một mình tôi với quyền kinh thánh tôi tương giao được cái chút chơi chơi tôi chẳng cần ai cả không nhưng trong kinh thánh chúa nói là anh em phải khuyên bảo nhau nghĩa là gì Ông bà anh chị em có quyền đến vỗ vai mục sư Nói rằng tôi có điều này điều kia góp ý Và mục sư đến mà có quyền vỗ vai tín hữu Và nói rằng tôi thấy anh 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 cần phải chỉnh lại Cái vấn đề ABC Đấy Và trong Kinh Thánh Chúa nói rằng là Anh em phải khuyên bạc nhau Phải khai trình với nhau Và gia cơ nói rằng anh em phải xưng tội cùng nhau Đúng không ạ? Chúng ta đi xe ô tô mà không có gương chiếu hậu Thì chúng ta thấy thế nào ạ? Nguy hiểm giống như một mình đi xe không có gương chiếu hậu Là mình bị dễ bị đâm từ đường sau mà không không biết chúng ta chính là gương chiếu hậu của cuộc đời nhau Và vì vậy thì phải, 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 phải sống trong một cộng đồng Nhiều người tôi nói người không thành thật là người này đi nhà thờ lẫn vào đám đông rồi Xong hết giờ mắt trước mắt sau lình Không giao du, không tiếp xúc với ai Người đấy là người không thành thật Người đấy là giữ thế, nếp tôn giáo thôi Chứ người đó không thực sự muốn lộ diện đời sống của mình với với anh em của mình Hả? Vậy thì hãy nói với người bên cạnh là gì ạ? hãy gắn bó với hội thánh hãy lộ diện hãy nói đi ạ hãy lộ diện phải lộ diện ra chứ đừng đừng gì đừng, đừng ẩn giấu cái tiếp theo là chúng ta biết rằng là phải nhờ sức mạnh của đức tin làm thế nào phải nhờ sức mạnh không có đức tin không làm được việc gì chúng ta thấy đội bóng này người ta nói đến niềm tin đúng không ạ niềm tin chiến thắng và có niềm tin thì người ta sẽ sẽ làm được có niềm tin là có tất cả nhưng mà không có niềm tin là Là mất tất cả Vậy thì ở trong Chúa ấy, Niềm tin ấy thì nó rất là mung lung Niềm ngày hôm nay niềm kiểu này Ngày mai niềm kiểu khác Nhưng mà đức tin Nó là bất di bất dịch Đức tin Phải có đức tin Bởi vì lời của Chúa này Không có đức tin Thì không thể nào làm vui lòng được Đức Chúa Trời Và bởi đức tin Chúng ta tin rằng vũ trụ này Được dựng nên bởi lời Của Đức Chúa Trời Thân xác của chúng ta Được nuôi dưỡng bởi lời Của Đức Chúa Trời Vậy phải có đức tin và vì vậy thì nếu ai yếu đức tin thì sao ạ? thì phải cầu xin đức tin và nếu ai yếu đức tin thì thuốc bổ cho đức tin ấy đó là gì ạ? lời Chúa amen. lời Chúa chính là thuốc bổ cho đức tin là dinh dưỡng cho đức tin là thức ăn để nuôi dưỡng đức tin. thế và gì ạ? hơi thở của đức tin là gì? hơi thở của đức tin là cầu cầu nguyện. Nếu mà chúng ta cứ lời Chúa, lời Chúa, lời Chúa Mà chúng ta không cầu nguyện Tôi nói nha, tắt thở Tắt thở thuộc linh Amen Phải cầu nguyện, cầu nguyện không Đôi khi không vui Đôi khi cảm thấy không thoải mái Đôi khi không lâng lâng Nhưng mà cầu nguyện là một kỷ luật Cầu nguyện riêng, cầu nguyện hai ba người Cầu nguyện tập thể, hiệp nguyện, hội đồng trọng thể của hội thánh Kiêng ăn cầu nguyện Ôi thưa ông bà anh chị em nếu không ấy thì sao ạ? Nếu mà một người mà thở hắt ra thì người người đó sống gì ạ? À, sắp chết hoặc là sống thoi thóp. Và chúng ta nếu chúng ta không hiệp nguyện với nhau ấy thì chúng ta không gì ạ? À, chúng ta cổ vũ bóng đá có ai nằm ở giường ở trong chăn cổ vũ không ạ? Không ạ, cũng chúng ta muốn cầu nguyện để mà muốn đốt cháy cái đời lò xo thuộc linh của mình lên thì phải đến với nhau trong sự cầu nguyện. Amen. Chứ không thể nào mà ở nhà bảo tôi cầu nguyện rồi không tôi không cần phải khai trình với mục sư tôi không cần phải khai trình với anh tôi cứ ở nhà tôi cầu nguyện đấy làm gì được tôi À, cũng được, chả vấn đề gì, nhá nhưng mà cứ làm đi, à nhưng mà Chúa thì nói khác là gì? phải nhờ sức mạnh của đức tin và sức sinh dưỡng của đức tin là lời kinh thánh và hơi thở của đức tin đấy chính là sự cầu cầu nguyện phải nhìn thấy cái điều đó, không nhìn thấy cái điều đó vẫn còn có vấn đề. cái tiếp theo ấy đấy là làm thế nào thành thật, quay trở lại vẫn là gì ạ? thành thật nghĩa là thành thật với thực trạng của mình, ăn năn tội lỗi của mình quay lại với đường lối của Chúa. Ở đây trong câu 12 câu 13 người Do Thái rất giỏi dùng những cái cụm từ mang hình ảnh. Đúng không ạ? Anh em hãy làm vững mạnh những bàn tay yếu đuối. Đấy. Và đầu gối lỏng lẻo. Ở đây nói là gì ạ? Thừa nhận rằng mình yếu đuối, mình có tội, mình lỏng lẻo và đây là hình ảnh của sự cầu nguyện đấy. Sự cầu nguyện ăn năn, đúng không ạ? Bàn tay yếu đuối mà muốn được làm vững mạnh thì sao ạ? À thì phải thì phải đưa tay lên cầu nguyện mà đưa tay lên mỏi cầu nguyện môi xe khi ông đưa mỏi tay cầu nguyện thì ông cần ai ạ? Ông cần anh em đỡ hai hai bên, đúng không ạ? Nghĩa là phải có người có người tập thể. Không thể không có tập thể được. Đấy, phải phải, phải cầu nguyện. Chúng ta nhìn thấy là để làm cho vững mạnh đầu gối run rẩy là sao ạ? Một người đầu gối run thì sao ạ? Lại cố gắng gồng lên đúng không ạ? Không, làm vững mạnh đầu gối run rẩy thì cái cách duy nhất để hết run đấy là quỳ xuống để mà cầu nguyện. Cái hình ảnh thứ hai ở trong câu 13 chúng ta nhìn thấy đây này là gì ạ? Là anh em hãy làm thẳng uh, hãy làm đường thẳng cho chân của mình để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. Ở đây nói đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là lâu nay anh em sống trong đường cong quẹo, đúng không ạ? Bây giờ thì chỉnh lại cho ngay ngắn. Đừng có tiếp tục sống uh, lắt léo và cong quẹo nữa, đúng không ạ? Để mà để mà mình được để thứ nhất là mình được cho mình Cái thứ hai là để những người yếu đuối hơn mình không bị vấp phạm Người què không bị chéo Chéo chân là những cái người khác người ta không bị vấp phạm bởi đời sống của của mình Và họ lại còn được được chữa lành Ở đây nó nói đến cái sự ăn năn tội lỗi và quay trở lại với đường lối của Đức Chúa Trời Vậy ba điều Chúa dạy chúng ta Thế nào là người thành thật Tại sao phải thành thật Và làm thế nào để sống thành thật Chúng ta đã biết cả rồi Bây giờ Bây giờ áp dụng như thế nào trong bài này tôi nói thật này Thành thật là phải bằng hành động Trong nhà thờ chúng ta tôi thấy rằng có một cái vấn đề Đó là nhiều người chúng ta chưa thực sự coi đây là nhà của mình Chúng ta đi qua chúng ta nhìn thấy rác chúng ta không nhặt Chúng ta thấy thấy uh, 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 nước romine chảy chúng ta không vặn đóng lại Nó tự rác Tôi thấy ví dụ cái đồng hồ này này là bị hỏng và bị quá giờ bao nhiêu lâu nay rồi. Nhiều người đến với tôi thắc mắc là mục sư ơi, đồng hồ hỏng. Đồng hồ quá giờ. Chả thấy ai xung phong đi tự thay đồng hồ cả. Đây có phải nhà của nhà của Chúa, có phải nhà của chúng ta không? Trong cuộc sống có ba phương diện. Hội thánh, gia đình riêng và công việc. Gia đình riêng và công việc được phước thông qua hội thánh. Amen. Và vì vậy thì bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa. Ê, chúng ta không thể nói là tôi lo cho gia đình tôi tôi lo công việc tôi chứ còn thời gian còn lại tôi lo cho hội thánh có nghĩa là hội thánh đó là chỉ là gì ạ là chỗ trung trạ đó không phải chỗ trung trạ đây, không, đây là ngôi nhà chung và đây là ngôi nhà thánh và vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm với hội thánh này đúng không ạ chúng ta nhìn thấy cái gì bẩn thỉu chúng ta phải, phải dọn chúng ta nhìn thấy công việc phải lăn xả vào chúng ta không thể chờ người này người kia được hoặc là liên lạc với chấp sự các thứ để làm đấy là cái thứ nhất cái thứ hai đó là gì ạ ở trong hội thánh có các gia đình, gia đình uh, thiếu niên, gia đình thanh niên, gia đình thanh tráng, gia đình tráng niên, gia đình trung niên. Bây giờ tất cả những ai ở lứa tuổi uh, nào, chúng ta vào cái lứa tuổi đấy đi sinh hoạt các nhóm tế bào và sinh hoạt các buổi nhóm chung trong gia đình. Chúng ta phải lộ diện, đúng không ạ? Phải thành thật. Ê, chúng ta bố trí thời gian chúng ta đi làm, đi. Cái thứ ba, uh, chúng ta có thể làm ngay. Đó là gì? Đó là chúng ta tham gia kiêng ăn cầu nguyện đầu năm sáng thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 chúng ta sẽ có buổi đại hiệp nguyện kiêng ăn ở đây từ 9 giờ sáng đến một rưỡi chiều tôi thách thức ông bà anh chị em thành thật với Chúa đây không phải là chúng ta khoe với nhau là tôi tôi thiêng liêng tôi đi cầu nguyện không cần ông bà anh chị em đi thì không cần phải nói rằng tôi đi đây để ai biết ai cũng nhìn thấy đúng không ạ nhưng vấn đề chúng ta đến với nhau để chúng ta cổ vũ cho nhau và thực ra tôi nói với ông bà tôi cũng yếu lắm ông bà anh chị em không đến tôi cũng buồn lắm và tôi cũng không được gây dựng và nếu tôi không được gây dựng tôi yếu vợ tôi yếu con tôi yếu ban chấp sự yếu hội thánh sẽ yếu đúng không ạ và vì vậy thì tôi nói với ông bà anh chị em tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau nên chúng ta phải thành thật đây có mấy cái vấn đề như thế thứ nhất đó là chúng ta phải siêng năng hơn ở trong hội thánh này tôi nói không tinh thần tôn giáo láo nháo thuộc linh nhưng mà thành tinh tôn giáo này nó làm cho nhà thờ chúng ta gì ạ nó sẽ còi cọc nhưng chúng ta bây giờ phải thay đổi chúng ta phải thành thật amen vậy hãy nói với người bên cạnh phải thành thật dù không dễ Vâng, xin chúng ta đồng đứng dậy cầu nguyện và, và. chúng ta đến với chúa trong lời cầu nguyện riêng tư nếu trong tuần vừa qua chúng ta có điều gì chưa thành thật với chúa trong lòng trong ý nghĩ hay là chưa thành thật với một người nào đó thì giờ này chúa tha thứ cho chúng ta vì chúa nói rằng bởi lời ta các con được tinh sạch xin chúng ta sửa lại cho ngay ngắn cái điều thứ hai tôi muốn ông bà anh chị em đó là đặt tay lên người bên cạnh cầu nguyện đơn giản thôi thưa chúa Giêsu là đấng yêu mến người anh chị em của con xin chúa ngày sức giàu cho người anh chị em của con để có năng lực sống thành thật với chúa chỉ có mỗi câu đấy thôi ạ à. chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho mình và rồi xong cầu nguyện cho người bên cạnh nếu ai trong tuần qua lừa dối chồng mình vợ mình cha mẹ mình con cái mình hàng xóm của mình đồng nghiệp của mình sếp của mình nhân viên của mình đây là cái cơ hội mà chúng ta ăn năn tội với chúa chúng ta cầu nguyện rằng là hội thánh tin lành Hà Nội này con cái Chúa ở đây trong năm 2018 này sự thành thật không chỉ là khẩu hiệu thuộc linh nhưng mà sự thành thật nó sẽ là nốt nhạc chính ở trong tâm hồn của mỗi người mặc dù chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta chấp nhận lẫn nhau. con dân Chúa chúng ta khao khát sự thành thật. Cũng giống như tôi khao khát mình được sống thật hơn với Chúa và với chính mình. Chúng ta ngửa đôi bàn tay trắng của mình tôi xin cầu nguyện để Chúa sức giàu. Thưa Thánh Linh, ngài đang có mặt ở đây, ngài là thần lẽ thật. Ngài đã soi chiếu chụp và nhìn rõ nét tâm hồn tâm linh của từng người. Chúa biết những lời thầm nguyện vừa rồi của ông bà anh chị em. Con cầu xin huyết của Chúa thì giờ này thanh tẩy tha thứ và ân điển của Ngài đỡ ông bà anh chị em chúng con dậy ở trong đời sống tâm hồn. Nếu lâu lâu nay ai vô cảm với lời của Chúa, ai bị tê bại ở trong tâm linh của mình, giờ này xin Chúa chữa lành, ai bị tâm thần phân liệt một bên là nhận thức được đúng nhưng mà không hành động được đúng, xin cũng giúp sức cho chúng con. Thì giờ này con cầu nguyện rằng thần lẽ thật là thánh linh ngài sẽ thổi một luồng gió vào trong một cơn rông lốc ở trong tấm lòng của ông bà anh chị em chúng con cuốn phăng đi tất cả những gì là giả giả dối để lập lại trật tự trong linh hồn của ông bà anh chị em chúng con đặc biệt trong những ngày giáp tết này quyền lực của tà ma của quỷ dữ của quỷ sa tăng rất là ghê gớm đang khuynh đảo đang đầy đọa đang hoành hành ở trên đất nước của chúng con rất nhiều sự dối trá đang diễn ra rất nhiều sự cám dỗ con cầu nguyện rằng Chúa, Ngài cắt cử thiên binh thiên sứ của Chúa Và bọc ông bà anh chị em chúng con trong huyết của Ngài Thưa Chúa Giêsu để trong những ngày Tết này Trong mùa xuân này Khởi đầu của một năm mới theo cổ truyền Theo mùa của thời tiết Con cầu nguyện rằng tấm lòng của chúng con Sẽ có một xuất phát điểm đúng với chính Ngài Để chúng con thực sự thành thật với Chúa Là chúng con tan vỡ trước Chúa Ý thức được thân phận của mình Nhận thức được rõ Chúa Giêsu là ai trong đời sống của mình Biết được lý do tại sao chúng con cần phải thành thật những ích lợi cũng như là những hậu họa nếu chúng con không thành thật để chúng con biết mà chúng con sửa lại cho đúng cũng như chúng con biết cách để mà chúng con thực sự mở lòng của chúng con ra với chúa với nhau và chúng con sẽ không che đậy không lảng tránh và chúng con cũng lấy đức tin làm kim chỉ nam cho đời sống của mình ở nơi chúa để khắc phục khó khăn để vượt qua nghịch cảnh để tha thứ để yêu thương và để phục hồi và cho chúng con cũng À, làm cho vững mạnh những bàn tay yếu đuối đầu gối run dày bằng đời sống cầu nguyện và chúng con tham gia các hoạt động trong hội thánh và chúng con cầu nguyện đây không phải là ngôi nhà trạ nhưng mà ngôi nhà chung để chúng con cùng nhau biến nơi này thành một nơi mà giống ngọn hải đăng để những người xung quanh đây bà con dân cư ở xung quanh đây họ không còn nói những cái lời mà con nghe thấy lâu nay là, tại sao nhà thờ tường nhà thờ để bẩn thỉu thế rồi là cổng nhà thờ thì đóng im im không có mở ra rồi thì là cây cối rồi hình ảnh để nhiều năm rồi mà không thay con cầu nguyện rằng từ chấp sự là chủ động lãnh đạo khởi sướng quy tụ ông bà anh chị em chúng con hưởng ứng tiền hô hầu ủng chúng con tin rằng là chúng con sẽ biến nơi đây thành một cộng đồng môn đồ đầy dãy sức sống của ngài và sự thanh thật của chúa được bày tỏ chúng con thành kính cầu nguyện trong danh chúa Giêsu xu